mới về camera IP Wi-Fi EasyBit. Và tôi là Minh, còn đây là anh Hậu Đăng Tính, chuyên viên kỹ thuật của công ty Nano, sẽ giới thiệu cho các bạn về cách cài đặt cái camera IP và cũng như là một số tính năng tiêu biểu của các sản phẩm camera EasyBit này nhé. Xin chào các bạn, mình tên là Hậu Đăng Tính, chuyên viên kỹ thuật của công ty Nano. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm mới của công ty, đó là camera IP EasyBit nha các bạn. Đây là dòng sản phẩm mới của công ty. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và hướng dẫn sử dụng luôn cho các bạn nha. Mềm EasyBit về điện thoại mình trước nha. Mình sẽ đăng phần mềm EasyBit về nha các bạn. Khi mình đào xong nó sẽ có biểu tượng như vậy nè các bạn. Mình bấm vào hộp cho phép luôn nha các bạn. Đây là giao diện chính của phần mềm EasyBit khi mình mới đào phần mềm về nha các bạn. Cuối cùng nó có gì? Đăng ký người dùng mới. Mình bấm vào mục đăng ký người dùng mới. Ở đây nó có hai cái. Một cái là đăng ký qua địa chỉ mail và một cái là đăng ký qua số điện thoại di động đều được nha các bạn. Rất tiện lợi. Mình bấm bao nhiêu ai mà có địa chỉ mail thì mình bấm vào địa chỉ mail để mình đăng ký. Mình vào mục đăng ký nha các bạn, mình sẽ thấy chọn đất nước, mình cứ click vào chọn đất nước. Chọn chữ Việt Nam. Xong rồi hoàn thành. Thư này bạn các bạn, địa chỉ hòm thư là cái địa chỉ Gmail chính của cái điện thoại mình đang xài nha. Mình nhập cái địa chỉ hòm thư vô. Nhập mã xác nhận nha các bạn. Rồi ok. Rồi gõ lại cũng giống vậy luôn đúng không? Rồi ok. Rồi xong. Nha các bạn. Xong đó mình nhập lại một cái địa chỉ mail y chang ở cái trên nha bạn. Đợi. Copy pass xuống cũng được, chép đúng rồi. Xong xuống dưới pass. Là địa chỉ mail cho đúng nha các bạn. Rồi mình tạo mật khẩu. Đây là từ 6 tới 16 ký tự bao gồm chữ và số nha các bạn. Như đó phải có chữ có số luôn. Ví dụ như Nano Camera 1 2 3 4 5 6 gì đó, đúng không? Thì mới được, chứ còn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 thì không được. Xong rồi mình nhập mật khẩu nha các bạn. Khi mình đăng ký xong tất cả các mục ở trên đây ha, mình đặt địa chỉ mail không? Xong rồi mình đặt cái password cho cái địa chỉ mail đó, xong mình bấm vào mục kế tiếp. Nó sẽ qua phần để lấy mã xác nhận ha. Mình gửi nhập vào, gửi qua địa chỉ mail. Mình là bấm qua gửi qua địa chỉ mail để mình lấy mã xác nhận, mình nhập vô đây nha các bạn. Khi mình đăng ký xong các bước hết đó các bạn, nó sẽ hiển thị lên giao diện như thế này nha các bạn ha. Đây là có một thêm thiết bị, mình sẽ lướt vào một thêm thiết bị cho phép, bấm vào một cho phép hết đó. Trước để mình cài đặt camera luôn nha các bạn. Một là trên cuốn sách này nó có mã QR, mã code QR không? Và sau đích của camera nó cũng có mã code nha các bạn. Để mình quét nha các bạn. Tức là bây giờ mình sẽ quét cái code trên cái camera đúng không? Mình sẽ quét, nếu mình gắn camera lên rồi á thì mình sẽ quét mã code trên cuốn sách hướng dẫn này cũng được nha các bạn. Mình sẽ quét thử cho các bạn xem nha. Đó. Khi quét thành công nó sẽ hiển thị là cài đặt được con cam trên đây rồi nha các bạn. Bấm vào mục tiếp tục nha các bạn. Cái mình cần lưu ý nha. Đèn báo nhấp nháy màu xanh là nó hỏi mình trên con camera này
đèn đã nhấp nháy màu xanh chưa nha các bạn? Đèn nhấp nháy màu xanh mình mới cài đặt được thiết bị tiếp nha các bạn. Đèn thiết bị nhận thấy là sẵn sàng đúng không? Đúng rồi. Xong đó, sau đó mình phải lít vào cái đèn nhấp nháy màu xanh này các bạn. Rồi mình mới cài đặt tiếp nha các bạn. Rồi. Cái đây là nó hỏi mật khẩu nơi mình gắn camera nha các bạn, mình phải nhập wifi, mật khẩu wifi mình phải nhập đúng nha các bạn. Rồi wifi connected rồi đó. Rồi. Khi mình lít vào cái biểu tượng này xong rồi các bạn, mình bấm theo cái mục tiếp theo là mục tiếp theo là lắp nha các bạn, xong rồi bấm chữ tiếp theo. À, khi mình cài đặt thành sau thành công rồi đó nha các bạn, mình vào đây. Khi mình cài đặt thành công á thì cái màn hình điện thoại mình sẽ có biểu tượng như vậy nha các bạn, xong rồi mình bấm vào đây. Ở đây nó có nhiều cái chức năng nha các bạn. Chức năng theo dõi tự động. Theo dõi tự động. Theo dõi chuyển động đúng không? À, theo dõi tự động. Tức là khi có người đi ngang qua nó tự động nó bắt hình ảnh và nó theo dõi đúng không? Đúng rồi. Tức là có người đi vào. Dạ. Thì nó sẽ nhìn thấy người đó, nó tự cảm biến phát hiện ra người đi vào và nó sẽ quay theo cái người đó. Dạ. Mình phải bấm vào theo dõi chuyển động. Rồi bây giờ có thể là các bạn làm thử cái chuyện đó thử coi, đúng không? Ví dụ như là bây giờ là quay cái camera qua hướng cửa đi. Bắt hình chuyển động. À, quay hướng cửa đúng không? Rồi ok. Quay hướng cửa như vậy ha. Rồi ok, rồi bấm rồi, mình bấm vào biểu tượng này nha các bạn. Rồi, bây giờ sẽ có một người ở ngoài đi vào thử nha. Rồi, bạn nào ở ngoài đi vào giúp mình một phát. Rồi, on rồi, đúng không? À, bạn nào đi vào thử coi nó có quay. Rồi, nó tự động nó đi quay theo, nó quay theo, đúng rồi, nó quay theo, nó quay theo, nó quay theo, nó quay theo. Nó đang quay theo đó, đúng rồi. Rồi, rồi. Rồi. Em đi ra ngoài lại đi, đi ra ngoài lại đi, đi ra ngoài đi rồi nó sẽ quay theo luôn, đúng rồi, nó sẽ quay theo luôn đó, nó quay theo cái người đang đi á, đúng rồi. Đúng rồi, nó quay theo các bạn đang đi. Đúng rồi, nó quay theo. Rồi, ok, quá hay luôn ha. Rồi. Tôi được biết thì cái camera này ngoài cái tính năng là theo dõi người chuyển động thì nó có cái tính năng là chụp hình 360 độ. Anh có thể giới thiệu cái tính năng đó cho mọi người biết được biết không ạ? Đây là tính năng chụp hình 360 độ nha các bạn. Đây, mình bấm vào ảnh 360 độ trước. Xong rồi mình bấm vào chụp ảnh 360 độ. Camera nó sẽ tự chụp nha các bạn. À, nó tự xoay một vòng luôn. Quay nhanh dữ vậy hả? Giống như mình cầm điện thoại mình quay nhanh một vòng 360 độ luôn hả? Cứ phải là một góc 5 độ nó sẽ chụp một tấm. À, nó đang chụp đó phải không? Đúng không? Đang chụp đó. Đang chụp đó. Hay quá ha. Nó review hết cái phòng luôn. Đây, đây là hình ảnh của con cam chụp 360 độ nha các bạn. À, đúng rồi. Làm hết luôn, từ trái sang phải luôn. Ok, hay quá ha. Nó quan sát mọi cách của mọi căn mọi, nhà luôn. Mọi góc ngách căn phòng là đều giám sát hết luôn á. Rồi, kế tiếp thì tôi cũng được biết là cái camera này có tính năng là đàm thoại 2 chiều. Sao anh thử giới thiệu cái tính năng này cho xem thử ha. Rồi, mình sẽ giới thiệu các bạn tính năng đàm thoại 2 chiều nha các bạn. Đây. Đây là cái biểu tượng là cái micro nha các bạn, nó ghi chữ đàm thoại nha các bạn.
mình qua điện thoại thì có cam sẽ phát ra âm thanh giọng nói của mình nha các bạn. Alo alo. Đó. Đây là chức năng đồng thoại hai chiều nha các bạn. Đây là chức năng đồng thoại hai chiều nha bạn. Tính năng đồng thoại hai chiều thì các bạn bật cái tính năng này lên, các bạn có thể nói chuyện với lại người nhà. Ví dụ bây giờ mình sẽ nói chuyện á. Alo. Alo. 1 2 3 4. Mình nghe nè. Có gì không bạn? Vâng, xin chào ông Tính. Chức năng này là nếu mà cái camera này để trên bàn đứng thì không sao, nhưng mà chúng ta muốn lật ngược lại để treo lên trên trần nhà thì nó vẫn được đúng không? Treo vậy đó, đúng là thường thường nó cũng treo vậy trên trần nhà. Vâng, đây là tính năng lật ngược hình ảnh ha. Trong trường hợp như khi bạn lắp cái camera lên trần nhà rồi các bạn xem cái camera thì nó bị ngược, thì chúng ta cần phải lật ngược cái hình ảnh này lại. Các bạn vào phần cài đặt ha, rồi các bạn lướt xuống phía dưới, ở đây nó có chỗ là lật hình ảnh, các bạn nhấp chọn vào đây ha, và nó đã báo thành công. Sau đó thì các bạn back trở lại và các bạn bây giờ là nó đã nó đã lập thành công rồi các bạn nhé. Rồi, ok, hay quá. Rồi, cảm ơn các bạn. Ok. Vâng. Xin chào các bạn nha. Xin chào các bạn.